chủ đã ngất xỉu trước cổng chùa. Sư đem thí chủ vô đây đã được 2 ngày rồi. Nhà thí chủ ở đâu vậy? Để sư đưa thí chủ về. Nhà hả? Con không có nhà. Con... Thôi thôi không sao. Đừng suy nghĩ gì hết. Tạm thời thí chủ cứ ở đây đi. Rồi chừng nào khỏe hẳn á, mình tính. Dạ, con cảm ơn sư nhiều lắm. À, không có gì. Thật lòng bây giờ con cũng không biết đi đâu nữa. A Di Đà Phật. Chú cho đàn em rải đi khắp nơi, tìm cho bằng được người này cho tôi. Đây là vợ của anh mà. Bà ấy đã bỏ nhà đi cả tuần nay. Con gái tôi đang bệnh nặng vì nhớ mẹ. Bằng mọi giá chú phải tìm ra bà ấy cho tôi. Dạ, em biết rồi. Anh có thể cho em biết thường là chị nhà hay đi tới những đâu? Quê chị ở đâu? Có khi nào chị đi về quê không? Bà ấy chẳng có họ hàng gì ở quê đâu. Bà ấy thường ngày hay đi chùa. Chú cứ cho người đi tìm ở các chùa thì có hy vọng. Dạ, em sẽ cho tụi nó đi tìm ngay. Dạo này chú theo dõi, có thấy thằng Đại có điều gì nghi ngờ không? Hình như nó biết bị theo dõi. Sao cái vụ của con trai anh? Dạ, em thấy nó cẩn thận hơn, ít tiếp xúc với ai. Nhưng vấn đề nó có liên lạc với ai qua điện thoại thì em không nắm được. Nó chỉ là một con cừu non không đáng sợ. Tôi muốn hạ nó lúc nào cũng được. Chỉ là bây giờ con gái tôi đang trong tình trạng không tốt, đang nhờ nó chăm sóc. Đến khi con bé tỉnh táo lại, tôi sẽ dứt điểm thằng này luôn. Em ráng uống thêm một chút nữa đi. Em ngán sữa lắm. Sao anh cứ bắt em uống hoài vậy? Tại vì em không chịu ăn gì hết. Anh phải bắt em uống sữa. Nếu mà em chịu ăn á, thì anh điện thoại về nhà nói lụa nấu súp cho em ăn nha. Giờ em không nuốt trôi bất cứ thứ gì. Cứ nghĩ tới chuyện anh hai và mẹ đang lưu lạc ở đâu đó. Em lo lắm. Ba đang cho người đi tìm mẹ rồi. Em phải mạnh mẽ cứng rắn lên. Anh hứa đừng rời xa em nha. Em sợ lắm. Sợ cảm giác như bị mọi người bỏ rơi vậy. Em yên tâm đi. Anh làm sao mà nỡ rời xa em được. Em và con là cuộc sống của anh mà. Anh nghe điện thoại một chút nha. Nếu thí chủ thấy lòng mình không thanh thản thì thí chủ cứ ở lại chùa ăn chay niệm Phật, sống thanh tịnh một thời gian coi làm sao. A Di Đà Phật. Giờ con chỉ muốn xuống tóc quy y. Con đã quá mệt mỏi như cuộc đời ngoài kia rồi. Giả như con có thể chết thì tốt hơn. Nếu không, con chỉ muốn nương nhờ cửa Phật sống hết phần đời còn lại. Nhìn thí chủ còn nặng hồng trần, xuống tóc đi tu chỉ là để trốn tránh thực tại. Tâm không tịnh thì dù có đọc ngàn câu niệm cũng không kết quả gì. Sư đồng ý cho thí chủ ở lại đây làm công quả cho chùa, nương nhờ cảnh tịnh để tìm sự bình an cho cái tâm. Dạ, sư hiểu thấu được lòng con. Cho dù con có trốn đi xa, cách biệt với cuộc sống ngoài kia, không có nghĩa là con sẽ được yên.
tâm của con rối bời, lo lắng cho số mạng đứa con trai của mình, lo cho chồng phải gánh nghiệp nặng với bao tội lỗi đã gây ra. Con biết mình là kẻ vô dụng, ngoài việc cầu xin trời Phật phù hộ cho con mình được bình an, cho chồng giải bớt được nghiệp chướng, thì con còn làm được gì nữa? Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đã nhận được tiền chuyển khoản của chú rồi, nhưng sao chú chỉ gửi có 200 triệu vậy? Anh em họ cũng đang thắc mắc lắm. Hay là chú không tin tưởng tôi, cô sợ tôi ôm tiền rồi bỏ chạy hay sao? Anh đừng có nói như vậy, sao mà em dám nghi ngờ anh chứ? Hiện tại em chưa lấy được tiền mặt, chỉ còn có 200 triệu trong tài khoản thôi, nên em chuyển trước cho anh. Anh yên tâm đi, xong việc chắc chắn em sẽ trả đủ cho anh. Thôi được rồi, tôi tin chú đó, tôi sẽ giải quyết vụ này cho nhanh gọn. Nhưng mà tôi cần chú phải cung cấp thêm một số thông tin về ông ta. Anh muốn biết chuyện gì thì hỏi nhanh lên đi, em đang có gì? Ông ta có cô bộ nhí là diễn viên Bạch Yến. Dạo trước khoảng một tuần là ông ta có đi qua đêm với con nhỏ đó, là 2-3 lần. Tôi định làm thịt con mồi này vào ban đêm thì sẽ ổn hơn. Nhưng mà hình như dạo này ông ta về nhà thường xuyên hơn thì phải. Đúng, nhà em đang xảy ra chuyện. Ông ta có máu lạnh bao nhiêu thì cũng không thể nào gái gú trong giai đoạn này được. Các anh cứ canh theo hành trình của ông ta mà hành sự. Ok, được rồi, chú chờ tin vui đi. Chào anh, em hy vọng là mọi việc sẽ suôn sẻ. Anh có chuyện gì mà giấu em vậy? Sao mỗi lần nghe điện thoại anh đều phải ra ngoài hết? Anh đang gặp chuyện rắc rối nên không thể nói chuyện trước mặt em. Anh có thể tự giải quyết được. Anh gặp một số chuyện mà không dám nói cho em biết. Hay là anh vẫn còn quan hệ với cô ta hả? Rồi, mang vô. Nè, nói cho con về nhà ngoài hả? Không phải, bà cháu mình đi vô bệnh viện thăm mẹ. Mẹ của cô Tích đang bị bệnh, con nhớ ngoan không có được quấy rầy mẹ nha. Dạ. Ừ. Sau đó nội cho con về ngoại nha, con nhớ ngoại lắm. Ừ, bà nội biết rồi. Thôi à, bây giờ hai bà cháu mình đi ha. Dạ. Ừ, đi con. Anh có 3 đầu 6 tay cũng không dám qua mặt em chuyện này. Anh đã hứa là bỏ rồi mà. Vậy giờ anh gặp một số chuyện gì mà không dám nói cho em biết? Anh nói đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Em là vợ của anh mà, sao không dám nói cho em biết? Anh chỉ sợ em biết em lại càng lo thêm. Gia đình mình đã gặp quá nhiều chuyện xảy ra rồi, em đã quá mệt mỏi. Anh cứ giấu giấu giếm giếm như vậy sẽ càng làm em lo hơn. Cũng chỉ vì anh muốn kiếm thêm một chút tiền nên đã lấy tiền của công ty đi chơi cổ phiếu. Anh thật không ngờ là giai đoạn này thị trường chứng khoán là rất tệ. Anh đã liên tục thua lỗ. Bây giờ anh không biết lấy tiền đâu bù vô cho công ty nữa. Mình kế toán lại hối thúc chuyện này, anh đang sợ là bà biết được. Trời ơi, anh đâu cần phải tham như vậy. Lương và cổ phần của anh em cũng đã đủ sống rồi mà. Em đâu có đòi hỏi anh chu cấp cái gì đâu. Anh biết là em không cần tiền của anh, nhưng mà là đàn ông, anh cũng muốn kiếm thêm nhiều tiền để đem về cho vợ mình chứ. Anh thua lỗ bao nhiêu rồi? Tầm 500 triệu rồi. 500
trăm triệu. Số tiền đâu phải là nhỏ, lấy đâu mà để anh bù bây giờ? Em làm ơn giúp anh đi. Ba mà phát hiện ra chuyện này là anh chết chắc đó. Em không biết làm sao nữa. Em không thương anh thì ai thương anh nữa đây? Thôi được, chờ em khỏe lại em sẽ đi rút tiền để đưa cho anh. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ rất nhiều đã cứu anh. Nhưng anh phải hứa không được chơi cổ phiếu nữa nha. Nếu anh cần tiền thì nói với em. Anh biết rồi, anh biết rồi. Nếu như một ngày nào đó cô phát hiện ra tôi đang dùng tiền của cô để mua đứt cái mạng của cha cô thì cô sẽ nghĩ gì? Ủa má. Ừ, cô Tít ở đây. Ủa con má. Khỏe không con? Má, sao má biết con ở đây mà má với cô Tít đến đây vậy? Chồng con báo về, má lật đật dẫn con nhỏ vô thăm con liền. Anh biết là em nhớ con nên nói má đưa cô Tít lên thăm em. Có gì tôi giới thiệu cho anh. Còn nữa, mấy căn nhà vườn mới xiết xong bán luôn cho tôi. Tôi đang cần một khoản tiền mặt lớn. Nhà cửa, đất đai bây giờ đang đóng băng, khó bán lắm. Nếu anh hạ giá thì chắc cũng có người mua. Tôi biết là khó lấy lời từ thu hồi tài sản lắm. Chỉ cần thu hồi vốn là được. Nợ xấu ngân hàng ngày càng cao. Cứ như vậy, hội đồng quản trị sẽ mất tin tưởng vào sự lèo lái của tôi. Tôi cũng đang cho đàn em bám theo hai chủ nợ, một ở Bình Dương và một ở quận 7. Hai thằng giám đốc này lặn sâu quá. Nếu như tôi bắt được, tôi cho nó nhiều xương. Làm gì thì làm, cũng dựa cái mạng tụi nó lại để mà trả nợ cho tôi. Anh mà làm quá, mất mạng người mà nợ nần thì không giải quyết được. Thôi, tôi về đây. Dạo này nhà tôi Yeah!
Sao mấy hôm nay mình không ngủ được cả? Cứ dậy hoài chắc chết sớm quá. Sao hai đứa giờ này chưa chịu đi ngủ? Nội, nội định hù chết con hả? Con mới hù chết nội á. Nửa đêm nửa hôm ra đứng ngoài này, sao không bật đèn lên? Vậy còn nội, sao giờ này nội không đi ngủ? Nó ngủ không được, rót nước uống thuốc. Vậy còn anh, sao giờ này anh không đi ngủ đi? Em thức dậy không thấy anh đâu, tưởng anh ở phòng con. Tại anh khó ngủ quá, cứ nghĩ tới chuyện không biết giờ này mẹ với anh Hai đang ở đâu. Hả? Có chuyện rồi, chạy nhanh lên. Dạ dạ. Sao không ông chủ? Chủ sao vậy? Thí chủ đừng cố như vậy, sẽ bị kiệt sức mất. Sao tim còn đau nhói, còn thấy mệt quá. Được rồi, để sư đưa thí chủ về phòng nghỉ. Tại sao tự hành hạ cơ thể đến độ suy kiệt như vậy? Đi, đi theo sư về phòng. Khuya rồi, vợ chồng con đi ngủ đi. Dạ. Mà ba con về chưa vậy? Con cũng không biết nữa. Ủa, mà giờ là mấy giờ rồi anh? Gần một giờ rồi. Giờ này chắc ba con không về đâu. Thôi đừng chờ nữa, hai đứa đi ngủ đi, có gì mai hãy tính. Dạ. Ủa, sao giờ này mọi người không đi ngủ? Thôi, cũng trễ rồi, vô ngủ đi. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh thật sự rất muốn ngủ, nhưng mà không sao chợp mắt được. Đi em.
Alo, tôi nghe đây, xin lỗi ai vậy? Hả? Nội, nội, có chuyện gì vậy nội? Nội. Alo. Có chuyện gì vậy nội? Nội ai được vậy vậy? Alo, alo. À nội, ai gọi với nội? Có chuyện gì vậy nội? Là vệ sĩ của ba con. Họ nói gì vậy nội? Ba con bị bắn trên đường về. Em à? Em không, ơi. Kim Ngân, Kim Ngân. Các anh kể tôi nghe đầu đuôi diễn biến sự việc như thế nào. Tôi đi xe trên khu vực đại lộ. Trên đường đi, khi xe của ship chạy lên ngoài, xe của tôi chạy phía sau bị một nhóm đuổi theo. Những thành phần đó tôi nghĩ chắc có lẽ là từ Campuchia vượt biên qua đây. Ba ơi, ba đừng chết nha ba. Tại sao mọi chuyện xấu đều đổ hết vào gia đình mình vậy? Kim Ngân à, em bình tĩnh đi. Em mà ngất nữa anh không biết phải làm sao đâu. Anh nghĩ là ba sẽ không sao đâu mà. Anh, em sợ lắm anh biết không? Tại sao ba lại bị người ta bắn? Ba đã gây thù oán dài mà tại sao người ta lại muốn lấy mạng của ba anh? Anh cũng không biết chắc là ai nữa. Nhưng mà trong công việc ba đụng chạm với nhiều người lắm, nhất là những khách hàng mà bị ba siết nợ đó. Bác sĩ. Bác sĩ. Ba của tôi sao rồi? Ba của tôi có tỉnh lại không bác sĩ? Ông ấy bị bắn vào bả vai. Ekip phẫu thuật đã gấp viên đạn ra rồi, nhưng hiện thời ông ấy vẫn chưa tỉnh. Thưa bác sĩ, tính mạng của con trai tôi có giữ được không ạ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất quá nhiều máu, tạm thời vẫn phải nằm phòng cách ly để chúng tôi theo dõi. Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu ba tôi. Tôi xin bác sĩ đó. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tại sao ông ta vẫn chưa chết? Ông ta mà còn sống là một rắc rối to rồi. Sao con không nghe điện thoại đi đâu? Kể đi nội ơi. Thực sự là bây giờ con không còn tâm trạng đâu mà nghe điện thoại nữa. Nó không nghe máy hả đại ca? Tình hình này còn chưa biết ra sao. Không biết là ông ta đã chết hay là bị thương. Có khi bên nhà vợ của nó đã nhận được tin này rồi và đang rối lên, cho nên nó không dám nghe máy đâu. Vậy tình hình này tính sao hả đại ca? Thằng Tùng Đen thì bất tỉnh, tụi em không dám đưa nó vô bệnh viện. Bây giờ nó trốn trong nhà con bò của nó, tụi em cũng phải tìm đường trốn thôi. Ở đây tụi cấm mà mò ra là chết cả lũ. Cái điều quan trọng là mình không biết chắc là ông ta đã chết hay chưa, thì làm sao mà đòi số tiền còn lại được. Nhưng nếu như mà ông ta vẫn còn sống thì mình phải tính sau với thằng Đại đi. Nó đã chuyển khoản cho anh 200 triệu rồi. Trước mắt anh cứ chi cho tụi em để làm lộ phí qua cam. Anh cứ ở lại đây, từ từ tính với nó. Nếu như mà ông ta vẫn chưa chết thì mình thanh toán sau đây. Có gì đâu mà đại ca khó tính. Hợp đồng giết người là 500 triệu, còn bị thương là 200 triệu. Vậy là ok rồi, coi như là không ai nợ ai. Mày không thể tính như vậy được. Giang hồ là phải biết giữ chữ tín. Giết người và làm bị thương đó là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Giả sử nếu như chúng ta thực hiện không đúng như hợp đồng giao kèo mà lấy đi của người ta 200 triệu thì cũng rất khó coi. Vậy đại ca nói đi, không lẽ tụi em đứng ở đây chờ tin? Nếu ông ta không chết sẽ phải thực hiện lại hợp đồng. Anh muốn tụi em bị tóm hả? Thôi được rồi, bây giờ tạm thời tao đưa cho hai đứa bay 100 triệu, rồi tụi bay lập tức chạy thẳng qua Campuchia ngồi chờ tin đi. Rồi cái chuyện còn lại thì tao sẽ đứng ra giải quyết. Có gì thì tao sẽ báo cho tụi bay hay sao? Sao anh không đưa tụi em 200 triệu? Số còn lại anh lấy rồi chia sau. Nếu như mà ông ta chưa chết thì liệu nó có chịu trả tiếp 300 triệu còn lại hay không?
hay là nó còn đòi lại 200 triệu đã đặt cọc. Tao chịu trách nhiệm đưa cho hai đứa bay 100 triệu thì cũng là nhiều rồi đó. Nếu có gì thì tao còn thương lượng với nó. Vì giang hồ thì cũng có nhiều loại lắm, chứ đâu có thể trắng trợn ăn cắp tiền của người ta được. Thôi, vậy cũng được. Làm gì tụi em cũng phải nhanh chóng biến khỏi Sài Gòn trong đêm nay. Tụi em ớn ăn cơm nhà đã lắm rồi. Tụi bay yên tâm đi. Ngày mai thế nào nó cũng liên lạc lại với tao. Con mồi còn sống hay là đã chết thì mình cũng sẽ biết thôi. Tới lúc đó tao sẽ thương lượng tiếp với nó, rồi tao sẽ báo qua với tụi mày. Dạ. Đồng chí, báo cáo lại sự việc cho tôi nghe. Dạ, đêm qua khoảng 10 giờ tối, xe ông Phạm Hoàng Hải đang chạy trên đường, có hai thanh niên đi xe mô tô lấn vào làn đường xe hơi, dùng súng bắn ông Hải. Sao bọn chúng có thể manh động như vậy? Các đồng chí, nhanh chóng điều tra vụ này. Tôi sẽ xin lệnh cấp trên thành lập ban chuyên án, phải bắt cho bằng được hung thủ. Hiện ông Hải đang nằm viện, không biết sức khỏe như thế nào nên chưa lấy lời khai được. Phải cử người trực 24/24 ở đó, xem có đối tượng khả nghi nào đến tìm ông Hải hay không. Rõ. Nội à, không biết chừng nào ba con mới tỉnh dậy nữa. Mình có đứng đây cũng không giải quyết được gì đâu. Hay là con đưa nội với vợ con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, có gì mình quay lại sau nha nội. Con cứ chở vợ con về đi, nội phải ở lại đây với ba con. Không, con không về đâu. Con muốn khi ba tỉnh lại, người đầu tiên ba được nhìn thấy sẽ là con. Mọi người cứ như vậy là sẽ kiệt sức mất. Liên tục gia đình mình xảy ra chuyện, tại sao vậy? Có ai giải thích cho nội biết được không? Sao nội lại hỏi con như vậy? Thật sự con cũng đâu biết gì đâu. Con đang cảm thấy như một cơn ác mộng trước những gì đang xảy ra vậy. Nội không có ý gì, chỉ hỏi vậy thôi. Thôi anh về, đưa con cho bà nội trông giùm. Mình không thể đưa đón con đi học được, để nó ở nhà cả ngày với lụa em không yên tâm được. Khi vào anh lấy cho em và nội đồ để thay là được rồi. Vậy thôi anh về, anh gửi con xong rồi anh vô công ty. Có gì anh sẽ tranh thủ anh ghé liền. Em với nội muốn ăn gì để anh mua đem vô. Giờ em không muốn ăn gì, anh cứ đem sữa vào cho em là được rồi. Anh biết là em đang chịu rất nhiều áp lực, nhưng mà em phải cố lên. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Thôi, để anh về, anh sẽ tranh thủ vô lại với em. Con về nha nội. Nội ngó chừng vợ con sẽ tranh thủ vô liền. Alo, tôi nghe đi chú Đại. Cái làm ăn gì kia vậy? Chú đừng có nóng, chú nói tôi nghe đi. Ông ta đã sao rồi, đã chết hay chưa? Ông ta chưa chết, viên đạn chỉ là ông ta bị thương thôi. Hiện tại ông ta đang hôn mê. Lẽ ra các anh phải nhắm vào đầu của ông ta mà bóp cò chứ. Tụi tôi cũng đã tính toán kỹ lắm rồi, nhưng mà không ngờ cái đám vệ sĩ của ông ta nó quá lợi hại, nó dám cản địa tụi tôi. Nếu mà tụi tôi không nhanh chân tẩu thoát đó, thì người của tụi tôi đã bị tụi nó bắt rồi. Tôi đang điên đầu lên đây. Ông ta mà tỉnh lại là tôi mệt luôn đó. Hiện tại công an đang vào cuộc điều tra. Tạm thời tôi đã cho tụi đàn em nó qua biên giới Campuchia rồi. Còn tôi sẽ đánh mặt ở dưới quê một thời gian để xem xét tình hình ra sao rồi tính tiếp. Nếu ông ta không chết, tiền của tôi anh tính sao đây? Tôi đã chi cho tụi nó 100 triệu để tụi nó trốn đi rồi. Từ từ tôi gặp chú rồi tôi sẽ tính sao. Biết đâu ông ta không qua khỏi thì sao? Vậy thì bây giờ tôi với anh đành phải chờ đi. Tạm thời anh đừng liên lạc với tôi nữa. Có gì tôi sẽ chủ động gọi cho anh. Ok, vậy hả?
tình hình ông sao rồi cậu? Chưa chết. Ăn nói gì kỳ cục vậy? Người ta hỏi đàng hoàng mà. Vô lấy đồ cho cô Tít. Nó qua nhà nội ở về ngay. Dạ. Alo. Má hả má? Ừ, má đây. Có gì không con? Con gọi coi má có nhà không. Con tính gửi thằng cô Tít qua má ở vài ngày. Ủa, mà hai vợ chồng con định đi đâu? Sao đem gửi nó qua đây? Nhà ngoại nó bây giờ không có ai coi nó hết má ơi. Bà ngoại nó thì bỏ đi bữa giờ. Ông ngoại nó thì tối qua bị bắn. Bây giờ chưa biết sống chết ra sao nữa. Cái gì? Sao mà kinh khủng vậy con? Dạ nha má, con đang gấp lắm. Con sẽ chở cháu qua cho má đi. Ờ. Trời đất ơi, cái nhà bên đó năm nay gặp đại nạn. Một giỏ đồ của cô Tiết và một giỏ đồ của cô ba và ông con để chung nha. Ở nhà giữ nhà cho cẩn thận, không cho người lạ vô nhà nghe chưa? Dạ. Chà bá vậy, giờ còn lại có mình nè. Còn hai, không biết giờ này còn sống hay đã chết. Bà ơi, bà về đi bà. Con sợ lắm bà ơi. À, ủa? Trời ơi, cô Tích của bà. Con gọi cô Tích ở với má vài ngày. Bên đó dạo này lu bu quá, không có ai chăm sóc cho nó hết. Ờ. Ừ, ngồi đây chơi nha con. Ừ. Ê, ngoan quá. Nè, ngồi chơi đi con ha. Dạ. Ba vợ con sao rồi? Má nghe mà bủn rủn cả chân tay. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Đại, sao con lại ăn nói như vậy? Đó là cha vợ của con mà. Dù gì thì cũng là người một nhà. Sao con lại có thể lạnh lùng như vậy được chứ? Chưa bao giờ ông ta coi con là người nhà. Tại sao con phải coi ông ta là người thân? Đại à, đã từ lâu má nhìn thấy những hành động kỳ lạ của con đối với gia đình nhà vợ. Má không hiểu đó là điều gì. Nếu con hận người ta khinh con nghèo thì ngay từ đầu con đừng bước chân vô nhà đó. Bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, dù có hận thù gì thì con cũng phải bỏ qua. Con phải nghĩ tới con trai của con chứ. Nếu là chuyện của con thì con có thể bỏ qua, nhưng mà chuyện này thì con không thể. Đại à, con có thể nói rõ hơn cho má nghe được không? Hình như là gia đình bên đó có liên quan gì đến cái chết của em gái con phải không? Tại sao mỗi lần má nhắc đến chuyện gia đình vợ, con lại có thái độ khác thường như vậy? Có những chuyện má không nên biết thì tốt hơn. Ba ơi, con đói. Con chưa ăn sáng hả? Dạ chưa. Trời ơi, nội quên hỏi con rồi. Nội tệ thiệt á. Nó mới vừa ngủ dậy, con đưa nó qua đây luôn, nên chưa cho ăn gì hết. Vậy thôi, bà pha cho con ly sữa, rồi bà nấu mì cho con ăn nghe. Yeah, được ăn mì. Ừ, rồi, đi con. Thank you.
sắp chết. Em có lưng thì về kéo ông ta đi cùng em. Anh nghe nè, cái gì? Ba tỉnh lại rồi. Được rồi, ba sắp xếp vô nhà. Vợ con báo là cha vợ con đã tỉnh lại rồi phải không Đại? Ừ, má coi thằng nhỏ giùm con nha. Ờ, Đại. Đại cho con uống sữa. Nè, uống đi con. Chắc chắn là có chuyện gì đó rất uẩn khúc. Thái độ của nó thiệt là kỳ quặc. Nội ơi, con mừng quá, ba con tỉnh lại rồi. Bà nội đã phù hộ cho ba con, giờ nội mới thấy nội thở được đó. Hôm qua giờ nội ngồi đây giống như người chết rồi vậy. Bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, con tôi ổn chưa bác sĩ? Chúc mừng gia đình ông, thời điểm nguy kịch đã qua. Giờ chỉ cần chăm sóc tốt là ông ấy sẽ khỏe lại. Dạ cảm ơn dạ, bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn cô. Tôi thông báo cho các anh hay một tin xấu, ông ta đã tỉnh lại rồi. Tôi nghĩ chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Tạm thời anh và tụi đàn em lánh mặt một thời gian đi. Được rồi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với các anh khi nào thấy cần thiết. Công an vào cuộc, người của ông ta cũng sẽ vào cuộc. Liệu mình có thoát được vụ này hay không? Thank you.